Rồi, một trong những cây điền mà khá là kín tiếng hả? Có là kín tiếng hả? Cũng không nổi tiếng lắm cho lắm, nhưng mà giá thành bán khá là cao ha, và cũng khá là nhiều người chịu chơi đây. Thì đây chính là một cây đèn Omega, một trong những hãng đèn của Việt Nam, mọi người để ý ha. Rồi, đây là một cây đèn mà một bạn coi kênh YouTube của mình, bạn ấy kêu là bạn ấy mới mua và bạn ấy muốn gửi cho mình để review, để có thể có clip làm cho mọi người xem. Ra bạn ấy chưa lắp lên xe luôn, bạn ấy mua về xong rồi mới con như nào bạn ấy gửi qua cho mình, xong rồi kêu mình là có thể làm clip review, review xong thì gửi cho bạn, thì lúc đó bạn sẽ lắp lên xe. Thì mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều, là bạn Nhân ha, đã hỗ trợ cho mình mượn cái đèn này. Review đèn mà chê dữ quá, giờ đi mượn đèn cũng hơi khó đó mọi người ha. Ok, hôm nay có cái đèn mới này, làm clip review cho mọi người. Lux L4X SE V5, một trong những cái đèn rất mới, được sản xuất vào tháng 11 năm 2023 luôn, lô hàng mới luôn mọi người ha. Ok, đâu này. Dành cho bạn nào chưa biết thì cây đèn L4X SE V5.0 Solar này có giá là 2,7 triệu, là một trong những cây đèn mà được quảng cáo là vừa chiếu ra và vừa chiếu gần. Và đây sẽ là những gì bạn nhận được cho số tiền đó là 2,7 triệu. Một cái hộp rất bảo vệ môi trường. Ok, rồi và bên trong này khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ có được cái chụp một cái tấm len màu vàng Mica, mình chưa bóc ra mà mình cũng không bóc ra để làm gì cả, dành cho những bạn nào thích đi mưa, để muốn có ánh sáng vàng thì lắp cái chụp này vô xong gắn vào trong cái đèn. Ok ha, rồi đó, đơn giản. Ngoài ra sau khi bạn lấy ra thì bạn sẽ có cái đèn bọc trong cái túi ni lông, xong không còn gì nữa, nói chung vậy thôi mọi người ha, chỉ có vậy thôi, không có gì nữa hết á. Và đây chính là cái đèn các bạn ha, cái đèn đây. Bạn nhìn thấy ha, bạn nhìn kỹ, đây chính là cái đèn L4X Solar. Rồi có tem, tem này tem Seido hả, mình cũng không biết bạn Nhân mua từ ai, nên nói chung là có tem OMG, logo OMG. Rồi ha, lại có cái tem của OMG đây, mọi người dùng ha. Rồi bên trong, các bạn nhìn vào phía bên trong, bạn xem cái đèn. Rồi đó, ngoại hình của cái đèn nó là như vậy nha mọi người ha. Nói chung sao ta, nó nhìn giống y chang như mấy cái Kenzo, nhìn cái vỏ này các bạn thấy, có thấy nó y chang như vỏ Kenzo luôn, nó y chang như vỏ Kenzo, nó không khác gì vỏ Kenzo hết á. Và mình thấy cái đèn này mình nghĩ chắc là cũng chung nhà máy gia công hả, hoặc là đại khái mình thấy đại khái là thôi, cái đó mình không chắc, mình nói đùa thôi nha, thực ra mình cũng không biết là cái này ai gia công đâu. Nhưng mà nói chung đó là các bạn thấy là đèn Kenzo nó hoàn thiện sao thì cái đèn này hoàn thiện y chang như vậy á. Nói chung thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Mình cũng không thấy nó hoàn thiện đẹp. Với giá tiền 2,7 triệu thì mình đương nhiên mình không thấy nó hoàn thiện đẹp. Mình vẫn đánh giá tun ok hơn tun, tại vì thật ra mình review hết mớ đèn pha rồi trên thị trường rồi, thì cây này mình cầm thì mình cảm thấy nói chung là nó đẹp nha, nó chỉ là không có gì đặc biệt thôi mọi người, nó không có gì đặc biệt, nó cũng không có gì sắc sảo. Cái logo Omega này thì nó in cũng không có được gọi là cắt nét hay gì, nó không gọi là cắt nét gì cả. Nói chung là khá là bình thường. Nói chung ngoại hình 8 điểm, không đến nỗi tệ. 8 điểm hả? Không, 7 điểm rưỡi. Cỡ đó, so với những cái đèn mình đã cầm, cái này cầm khoảng 7 điểm rưỡi. Ốc ác thì cũng không có gì đặc biệt, ốc ác này thì cũng là ốc bình thường, không có phải là ốc gia công xịn. Về cây đèn này thì được quảng cáo là một trong những cái đèn có công suất xịn nhất trên phân khúc, có nghĩa là ở cái phân khúc đèn mà nó tầm khoảng 2,5 triệu tới 2,7 triệu như thế này ha, 2,5 triệu tới 2,7 triệu các bạn sẽ có một số cây như là M60 Ultra, bởi cây Kenzo 4.0 chip Osram đó, nó tầm từ phân khúc từ 2,5 triệu tới 2,7 triệu đó, nó sẽ là những cái cây đèn như thế này. Ok ha.
Rồi, còn rẻ hơn xí thì bạn có thể đó là có cái Tundra 4. Mình thì vẫn chơi quan điểm đó là mình cảm thấy đó là đèn tune hoàn thiện đẹp. Mình vẫn có một cái gọi là làm sao ta, một cái sự yêu thích nhất định nhìn cho đèn tune. Tại vì mình thấy đó là đèn tune so với giá tiền nhé, so với giá tiền thì cái ngoại hình nó đẹp, nó công suất ánh sáng nó vừa phải. Mình vẫn là một fan của đèn tune, nhưng mà mình lại là một fan không phải là fan của đèn Lobo. Đèn Lobo là cây nào mình vẫn phải chán hết. Thực sự là như vậy, nó chỉ được cái đẹp thôi, còn lại không có gì hết. Nhưng mà đèn tune thì mình thích nha, đèn tune thì mình vẫn là thích. Cho nên cái đèn này nếu mà so sánh độ hoàn thiện với đèn tune thì mình thấy nó không cao. Đó là một trong những cái mà các bạn cần phải để ý. Rồi, sơ qua với cái đèn này, nó được quảng cáo đó là nó từ là 77 cho tới 80W, là một trong những công suất tiêu thụ điện nhé. Mình vẫn giải thích gọi là nói rõ cho các bạn đó là hãy nhớ công suất ở trên cái đèn nó chỉ là công suất tiêu thụ điện. Đừng bao giờ suy nghĩ đó là một cái đèn 80W thì có nghĩa là nó mạnh hơn một cái đèn 60W. Câu chuyện đó không đúng. Ok, cái thời đó nó qua rồi. Xin một lần nữa khẳng định lại với các bạn luôn. Công suất tiêu thụ điện nó chỉ đơn giản là công suất tiêu thụ điện. Chấm hết. Ok. Bạn mua một cái đèn mà có công suất cao có nghĩa là nó xài nhiều điện trên xe của bạn. Vậy thôi, nó không có cái có nghĩa gì khác nữa hết trơn á. Đừng bao giờ suy nghĩ là mua một cái đèn mà 80W có nghĩa là một cái đèn đó nó sẽ mạnh hơn một cái đèn 45W, hoặc là nó mạnh hơn một cái đèn đó là 60W. Nó không phải là câu chuyện đó, chuyện đó nó không xảy ra nữa. Cái khái niệm đó nó qua lâu rồi, cái thời kỳ đó nó qua lâu rồi. Thời kỳ bây giờ là đèn nó có công suất nhỏ mà nó sáng cực kỳ. Đèn có công suất nhỏ mà sáng cực kỳ. Ví dụ như đèn đèn diode dynamic á, công suất tiêu thụ điện nó cực kỳ nhỏ mà nó sáng kinh lắm. Mọi người lưu ý nha. Đúng không ạ? Rồi, cho nên đừng bao giờ đánh đồng nó là câu chuyện đó nha. Tương tự như vậy cái con đèn mới của mình, mới mua phiên bản màu đen con PL40 này của mình, các bạn thấy không? Ở cái pha con PL40 này nó tạo ra ánh sáng là 180.000 lux, tương đương 180.000 candela, nhưng mà bạn xài bao nhiêu điện không? 50W à? 50W một bóng này à? 50 không? Lộn, không phải 50. Nó chỉ là 80 à. 80 chia đôi ra 40W à. 40W. Tại vì hai bóng nó xài là 80W, mà 40W thôi mà nó tạo ra được là 100 bao nhiêu? 180.000 lux. Hai bóng là tạo ra là 360.000 lux, tương đương 360.000 candela, xài có 80W điện thôi. Thằng này á 80W điện. Nói thật nha, mình đố mà nó tạo ra được đó là 360.000 candela luôn. Mình đố luôn á. Không bao giờ nó ra được 360.000 candela, nghĩa là nó ăn đứt luôn đèn diode dynamic. Đó, thì đó là nói một cái ví dụ cơ bản nhất để cho các bạn biết được là các bạn đừng nghĩ mua đèn công suất cao có nghĩa là đèn nó sáng, câu chuyện đó nó không xảy ra nữa. Cái thời kỳ nó quá lâu rồi. Công nghệ đèn bây giờ nó hay lắm. Có rất là nhiều cái đèn mà ánh sáng của nó, công suất xài điện nó rất là thấp nhưng mà nó xài điện rất là nó ánh sáng rất là ok. Rồi, cho nên bây giờ thì không nói nhiều nữa. Bây giờ thì mình sẽ đo ánh sáng của cái đèn này cho các bạn để xem là ánh sáng của cái đèn này là như thế nào nha. Ok. Nào. Đây giống như mọi ngày thôi, mọi người sẽ nhìn thấy ở đây đúng không? Mọi người sẽ nhìn thấy được cái đồng hồ đó công suất nha. Rồi, bắt đầu. Đầu tiên trước, nói luôn ha. Các bạn nhìn thấy số ở đây không? Mọi người sẽ thấy hiện tại bây giờ nó đang nhảy đó là 77, 78W. Ok ha, bây giờ là 77W, 77.5W. Ok, 77.3. Đang tụt dần, nói chung nó là 77W. Ok mọi người ha. Cái con đèn này khi mà mọi người bật nó lên thì cái độ ổn định của nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là 77W. Cái này mình đoán cho nó công bố sẽ là 50 á, 80 á. Để ra là 77W mọi người ha. Rồi ánh sáng nó công suất mọi người sẽ lưu ý nó chỉ là công suất tiêu thụ điện thôi nha. Còn bây giờ thì mình sẽ xem thử xem ánh sáng của nó như thế nào. Nhưng mà trước khi xem ánh sáng, mọi người sẽ nhìn thấy một điều đặc biệt như thế này nè. Mọi người nhìn thấy không? Nó tạo ra được một cái hình chữ thập và nó có ánh sáng phủ xuống dưới đây cực kỳ lớn. Mọi người nhìn xuống cái tay mình này, nó xuống tới đây luôn, 60, xuống dưới đèn vẫn có thể ánh sáng tới 80 luôn. Có nghĩa là một cái đèn này nó có cái chiều rộng quá. Mọi người nhìn qua bên kia kìa, mọi người nhìn thấy tới đây đúng không? Mọi người nhìn thấy này, tới đây là tới 80 100, mình vẫn còn nhìn thấy ánh sáng luôn. Ở bên góc này là 100 ánh sáng luôn. Có nghĩa là một cái đèn này nó tạo ra được một cái hình chữ thập và cái độ dài của cái thanh hai cái dấu hiệu X này này đó, cái độ dài của hai dấu hiệu X này nó rất lớn, cho nên mọi người sẽ để ý ha.
Rồi, nó sẽ kéo ra được tới là 100 về mặt ngang. Và ở phía dưới này mình nghĩ nó cũng sẽ là 100 luôn. Tại vì nó đang gọi là đối xứng mà mọi người ha. Cho nên cái độ rộng của cái đèn này ha, độ rộng mình tính là cả rộng bề ngang và rộng bề dọc của cây đèn này cực kỳ lớn. Nó lớn hơn rất nhiều những cây đèn COS mà mình từng gọi là trải nghiệm. Ví dụ như là cây L7 thì nó sẽ xuống được tầm khoảng 60. À, 60 ha, cái độ rộng xuống dưới nó sẽ là đối diện dọc á, nó chỉ là 60 thôi. Nhưng mà cây này thì nó ngoài 100, có nghĩa là mọi người đang tạo ra được một cái chữ X cực kỳ lớn. Và đồng nghĩa với cái chữ X cực kỳ lớn đó là gì mọi người biết không? Đồng nghĩa với chữ X cực kỳ lớn đó là cái đèn này cực kỳ tỏa và cực kỳ chói người khác. Nó cực kỳ tỏa nha, cực kỳ tỏa và cực kỳ chói. Đó, mọi người sẽ lưu ý như vậy. Tại vì cái nó hoàn toàn không có gì cắt cả và nó tạo ra chữ X nó rất lớn nên thành ra đó là cái đèn này là một trong những cái đèn tiêu điểm của chói. Cái này là chắc chắn là một cái đèn tiêu điểm của chói ha. Cho nên thì mọi người sẽ lưu ý là độ rộng của cái đèn này nó sẽ rộng ra rất lớn nha, nó rộng ra rất lớn. Đó thì đó là cái đầu tiên các bạn cần để ý. Rồi, tiếp theo sẽ là công suất của ánh sáng nha. Mọi người sẽ lưu ý hiệu suất của ánh sáng. Rồi, xem nào. 77W nó sẽ cho ra ở phần trung tâm được bao nhiêu. Mọi người lưu ý mình đang để cách 1 mét nha, giống như bình thường mà mình hay đo. Rồi. Xem một cái đặc biệt ra là không hẳn là đặc biệt mà nó sẽ là một thứ mình hơi thất vọng một xí. Cái đèn này ở phần trung tâm, à nó cũng có đỡ hơn một xí này. Ở phần trung tâm nó có thể đo được đó là 200.000 lux, 200.000, 201.000 lux. Mình tắt đi cho cái camera mình nó thể hiện nha. Cái phần trung tâm của nó tạo được ánh sáng là 201.000 lux, hợp lý nha. Con số này thì không đến nỗi thất vọng. Nhưng mà các mọi người sẽ lưu ý là cái con số mà 201.000 lux này mà mình vừa nói á, nó chỉ là cái khu vực nhỏ ngay phần trung tâm này thôi nha. Các bạn chỉ cần dịch ra một xí thôi thì nó sẽ thay đổi liền à. Bạn dịch ra một xí thì nó sẽ còn lại 109 ha. Rồi, thế nên đó là mình sẽ đo giống như bình thường mình hay đo nha. Bây giờ mình sẽ đo được cái vùng trung tâm này nó sẽ được bao nhiêu. Thế nên đó là khi mà mình vừa bước ra 10 độ thì cái này nó còn bao nhiêu. Khi mà mình vừa bước ra 10 độ nó hơi kỳ ấy, mọi người. Nó thực sự cái đèn này rất kỳ luôn. Nếu như mình đo cách cái trung tâm nó chỉ 5 độ á, 5 độ nha, thì ánh sáng nó còn chỉ là 128.000 thôi. 128.000, đó là cách 5 độ. Mọi người đã để ý cái này. Hiện tại là mình tắt đèn đi này, mình đang để cái thước ở chỗ này là cách 5 độ thì nó chỉ được là 128.000 thôi nha, 128.000 thôi. Tụt hơi nhiều, thật sự là tụt hơi nhiều. Rồi sau đó mình đưa ra 10 độ. Thì tại 10 độ này là cái chỗ mà khiến cho mình bất ngờ nhất. Tại 10 độ này, cái đèn này nó chỉ còn được có 52.470. Oh man. Nếu mà đưa ra góc 20 độ, cái đèn này nó chỉ còn được là 15.200 mà mọi người. 20 độ nó chỉ còn được 15.200. Mình đưa ra góc 40 độ nó còn được 3.300. Mình đưa ra góc 60 độ nó còn lại 1.800. Cũng không có ấn tượng cho lắm ha. Để mình đo thêm một con số nữa là mình đo lên đều. Nói chung thì nó khá là đều mọi người ha. Tại vì nó làm theo một tính chất đối xứng mà. Nó là đối xứng mà, nó tạo ra một chữ X đối xứng như thế này. Một chữ X đối xứng như thế này thì mình đo ngang như thế nào thì mình cái chiều dọc nó cũng như vậy thôi. Nó chỉ là chênh lệch một ít thôi. Mọi người lưu ý ha, thì nó cũng như thế này. Vậy thì các bạn sẽ được biết đó là nó không tỏa như mình nghĩ. Có nghĩa là mình bị đánh lừa bởi ánh sáng. Tức là khi mình bật cái đèn này lên, mình cảm thấy đó, các bạn nhìn thấy không? Nó
tại vì camera của mình nó sẽ tự động nó giảm ánh sáng xuống, mọi người, mình đang để nó tự động như thế, mọi người sẽ thấy ánh sáng nó giảm xuống. Nhưng mọi người cứ để ý này, lúc mà mình vừa bật lên nhìn đó, các bạn nhìn thấy được cái vùng sáng không? Cái vùng sáng rất là lớn đúng không? Tức là nó khiến cho mình có cảm giác cái đèn này là một cái đèn sáng tỏa rất lớn. Nhưng khi mình đo thì thực sự thì nó không có tỏa nhiều như mình nghĩ. Tại vì nếu như mình so sánh với lại cây đèn M60 Ultra, mặc dù đôi khi cái clip này mình sẽ lên trước cái clip M60, mình đo lâu lắm rồi nhưng tại vì mình không có thời gian dựng, thì cái clip M60 Ultra ở cái tâm, cây M60 Ultra nó là 208.000 lux, tương đương với 208.000 candela, thì con này nó được là 201.000 lux và candela, chênh nhau có 8.000 với 1.000 coi như bằng nhau. Tại vì mình đo thiết bị không chuyên nên thành ra nó chắc chắn nó sẽ có sai số. Thì sai số trong từ 200 đến 208 thì coi như mình đều đi nha. Nhưng có một điều đặc biệt đó là cây M60 Ultra khi mà nó ở 5 độ thì nó là 187.000. Tức là cái công suất mà nó mất đi chỉ là mất đi 10%. Nhưng cái con L4X này nè, khi mà nó ở 5 độ thì nó chỉ còn được là 128.000, tức là nó mất đi hơn 36% cái ánh sáng của nó. Tức là nó mất đi rất lớn so với con M60, nó chỉ mất đi đó là 10%. Và sau đó khi mà các bạn chuyển qua mức độ đó là ở góc 10 độ ha, tức là góc 10 độ ở phía bên ở bên ngoài này này. Góc 10 độ này này. Đây cái góc 10 độ ngay cái tâm này này, thì con M60 Ultra nó còn được là 85.000 candela ha, 85.000 lux chứ. Phải nói lux là đúng, tức là tương đương là 41% công suất maximum của nó có thể có tạo ra được ánh sáng á. Thì con này nó chỉ còn được là 52.000. Con kia 85 mà con này 52.000. Và 52.000 và có nghĩa là nó chỉ còn giữ lại được là 26% cái công suất. Ủa, đúng không? Công thức đúng không? Để mình check lại công thức nha. Đúng, à công thức đúng nha. Tức là nó chỉ còn giữ lại được 26% cái công suất thôi. Và đi ra ở góc 20 độ à, thì ở đó mới thấy lại được cái thế mạnh của cây đèn này. Có nghĩa là bạn thấy đó là từ trong tâm ra là cái đèn này thua cây M60 hoàn toàn, cây M60 Ultra hoàn toàn. Nhưng mà khi mà các bạn đi ra ở cái góc ngưỡng 20 độ này, tức là ở cái khu vực tỏa này, thì cái cây tỏa này ở góc 20 độ thì nó còn là 15.000, trong khi cây M60 Ultra ở lúc này nó chỉ còn lại được là 8.400 thôi. Và khi các bạn ra từ góc 60 á, cây này thì nó còn tới 1.800, nhưng mà cây M60 Ultra thì nó chỉ lên được đó là 806 ha, 806. À, nhưng mà các bạn hãy lưu ý một điều như thế này nè. Ở cái ngưỡng mà 8.000 lux với lại là 8.000 lux, 3.000 lux và 1.000 lux, cái ánh sáng ở ngoài đó thực sự đưa ra ngoài thực tế sử dụng tự nó không còn bao nhiêu hết. Các bạn lưu ý nó không còn bao nhiêu hết. À, tại vì ánh sáng đó thực sự cái ngưỡng mà nó từ dưới 10.000 á, nó không có giá trị mấy đâu mọi người ạ. Nó không có giá trị mấy đâu. Các bạn chỉ thấy nó là một cái đoạn mà sáng tỏa ra và các bạn sẽ cảm giác nó chỉ là một cái thứ mà nó sẽ không giúp cho các bạn nhìn được đường đâu, nói thật luôn á, nói thật luôn các bạn lưu ý cái đoạn đó, nó sẽ không có tác dụng gì nhiều đâu. Hay nói chính xác nó làm cảnh là chủ yếu. Cho nên đó là các bạn sẽ để ý là cái đèn này mặc dù nó rất tỏa nhưng cái lượng ánh sáng tỏa của nó rất yếu. Ok ha. Và ngay cả phần trung tâm của nó, cái phần trung tâm của nó thì nó lại không có khả năng giữ được ánh sáng mạnh nhất ở phần trung tâm. Mà chỉ cần bước ra 5 độ thôi là nó đã tụt rất nhiều rồi. Và bước ra 5 độ nữa thôi thì nó tụt, siêu tụt luôn. Và một điều là cái đèn này đó là 77W. 77W ha. Rồi, 77W. Trong khi mà cái M60 Ultra nó chỉ là 60W mà thôi. Hồi xưa mình có ghi lại cái watt của con M60 Ultra không ta? Con M60 Ultra hồi xưa mình có ghi lại cái watt. Chết rồi, mình quên ghi lại cái watt rồi. Cái đó chắc là để mình kiểm tra lại cái clip mà mình đã viết, mình làm review thì xem lúc đó mình đo thì cái watt nó là bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại con này là 77W. Mà so với cái con kia mình nhớ nó chỉ là 60W thôi. Tại vì đèn bữa giờ mình đo chưa có con nào mà đèn pha mà nó vượt ngưỡng 60W. Vậy thì có thể nói cái đèn này hiệu suất ánh sáng không có như mình nghe đồn. Nó không có như mình nghe đồn ha. Nó không có như mình nghe đồn. Các bạn lưu ý khi các bạn đo, các bạn sẽ thấy với cái điện mà nó đi tiêu thụ và ánh sáng tạo ra thì so với những cái đèn pha mình đã từng gọi là review,
review nhưng mà mình chưa public trên kênh của mình nha. Tại vì thực ra mình review đèn nhiều lắm. Mình đã đo cây M60 Ultra, mình đã đo cây R4, mình đã đo cây R60, mình cũng đo luôn cây Kenzo 4.0 rồi. Chip Osram mình đo hết rồi nhưng mà mình chưa có thời gian dựng. Thì cây này sáng ok nhưng mà so với lượng điện tiêu thụ của nó thì không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Quên mất, có một cái mà mình quên rồi mình không đo thì lâu ngày không review đèn, không quên mất có một cái quan trọng mình chưa đo cho mọi người. Đó là khi nhiệt độ cao thì cây đèn này nó có bị tụt công suất hay không. Mọi người lưu ý ha, cái đó mình quên, mình chưa đo cho mọi người ha. Rồi hiện tại bây giờ mình đang đo nhiệt độ của cây đèn này. Hiện tại nhiệt độ của cây đèn này nó đã lên là 68 độ C rồi. 68 độ C rồi, nó rất là lớn rồi cho mọi người ha. Và bây giờ mình sẽ đo ở vùng trung tâm. Ở khi mà nó lên được là 68 độ C tức là nó gần 70 rồi. 68 độ C nha. Và mình đang cố gắng đo được cái công suất tối đa của nó. Và ở cái mức 68 độ C này 70 rồi. Nó còn là 173.000. Xin lỗi mình tắt đèn đi nha, 173.000. Mình tắt đèn đi kẻo ảnh hưởng đèn. Đèn bạc cho mượn mà. 173.000. Đúng nha, 173.000. 173.000 tức là nó còn lại 86% công suất. Cái này thì khá là được nhá. 70 độ C, nóng 70 độ lắm luôn ạ. Đụng vào là sợ phỏng tay luôn ạ. Mình bị phỏng tay á, đúng rồi. 68 độ C mà nó còn lại 86% công suất. Cũng được mọi người, 86% công suất, được. Đương nhiên là mọi người lưu ý là mọi người mua về, mọi người chạy tour, mọi người chạy ngoài đường thì gió thổi nên sẽ mát hơn. Chứ còn mình đo ở 70 độ là mình đo coi như là mức đó gọi là mức nguy hiểm lắm rồi đó. Nhưng mà nó vẫn còn được là 74W ở trong cái đo này. Và ánh sáng của nó vẫn là giữ lại được 86% thì mình nghĩ cái đó là nó ok. Lúc mà nó nóng á, ok. Rồi, thì đó sẽ là những cái thông số về cái đèn này mà mình đã đo cho mọi người. Thì chắc là mọi người xem xong thì mọi người cũng thấy, cũng nắm được sơ sơ về cái ánh sáng rồi của cái đèn này rồi ha. Thì chắc là được tổng kết lại. Vậy tổng kết lại cái đèn này, nó có cái gì mà hay mà các bạn có thể quan tâm tới nó ha. Cái thứ nhất, đó là cái đèn này nó có độ phủ ánh sáng, gọi là, hay mình hay gọi đó là tỏa, nó cực kỳ lớn. Nó tỏa lớn lắm ha, cái độ rộng mà trên 100 độ và cái độ dọc nó trên 100 độ nó cực kỳ lớn. Thì đó là một trong những cái thế mạnh của nó ha, tức là đúng như là cái gọi là cái tên mà họ đặt ra cho là một cái đèn gọi là đèn là Soleil ha, một cái đèn vừa tỏa vừa khả năng gom. Thì cái đèn này, cái đèn có khả năng tỏa, ok, mình ghi nhận cho nó ha. Một cái thứ hai nữa mà các bạn sẽ thấy đó là cái đèn này nó có khả năng giữ được công suất rất tốt, có nghĩa là mình cái này thì đương nhiên là nó sẽ có ý kiến trái chiều. Có rất nhiều bạn nói với mình, mình coi mình những cái review đèn á, có nhiều người rất nói là đèn thông minh là đèn phải biết giảm công suất xuống khi mà đèn nó quá nóng để đảm bảo được tuổi thọ, để đảm bảo được các yếu tố kia. Còn quan điểm mình nó hơi khác. Đèn của bạn xịn á, các bạn chạy kiểu nào tuổi thọ nó cũng ok. Các bạn hình dung được không? Quan điểm của mình nó hơi khác. Quan điểm của mình đó là đèn xịn có nghĩa là nó sẽ chịu được cái môi trường làm việc khắc nghiệt. Đó, đơn giản của mình là như vậy. Cho nên nó là mình đã đo rất là nhiều đèn rồi. Và khi nó nóng lên, ví dụ như là đèn Diode Dynamics, mình đo hết nguyên cả một cái dàn đèn của Diode Dynamics, nóng lên mình không thấy công suất nó giảm nhiều. Không thấy. Cho nên nói với mình là đèn xịn là đèn giảm công suất để đảm bảo thì mình không đồng ý với ý kiến đó. Cho nên là mình đánh giá rất cao cái đèn này ở cái khoảng đó là nó giữ được công suất. Nó giữ được công suất. Khi nhiệt độ cái đèn lên tới 70 độ mà nó chỉ mất đi 16% công suất của nó thì đó là một điều tuyệt vời của cái đèn này. Có nghĩa là bạn mua cái đèn này, bạn gắn trên xe, bạn chạy, bạn bật lúc đầu nó sáng như thế nào, bạn chạy tour hoài, bạn vẫn thấy nó sáng như vậy. Ok không? Bạn dù đèn có nóng lên thì bạn vẫn thấy được ánh sáng như vậy. Tại vì 10% các bạn sẽ không cảm nhận được đâu. Nhưng mà mấy cái đèn khác nó là nó mất tới 20-40% lần thì nó sẽ thấy rõ rệt, còn cái đèn này không. Cho nên bạn có thể yên tâm được điều đó ha. Thì đó là một trong những cái hay của cái đèn này. Vậy thì có điều gì mình không thích ở cái đèn này? Cái thứ nhất, có thể tại vì đó là cái đèn này người ta
đang cố gắng tận dụng 4 cái chip LED, 2 cái chip LED là 2 chip LED đã tỏa và thêm 2 chip LED gom. Cho nên là cái việc gom của nó không bật bao nhiêu. Nhưng mà mình thấy một điều như thế này, cái tâm gom của cái đèn này cực kỳ bé, bé dã man luôn. Ra có 5 độ thôi mà tụt quá trời công suất. Cho nên thành ra đó là một trong những điểm yếu của cái đèn này. Mình cảm thấy đó là cái đèn này ở cái phần tâm, mặc dù mình đo được công suất rất là cao đúng không? Mình đo được cái hiệu năng ánh sáng là 200, 201 ngàn, nhưng vừa bước ra cái đã tụt, có nghĩa là mình thấy cái tâm đó quá nhỏ và nó sẽ thực sự đó là không có tác dụng lắm cho khi các bạn chạy. Thực sự mà nói như vậy là tại vì cái tâm nó quá nhỏ. Người Việt Nam mình không thích cái tâm như vậy đâu. Cái M60 Plus, cái tâm mà mình thấy ok á, nhưng mà đã rất nhiều người chê rồi, nhiều người chê nó như cái đèn pin rồi. Thì các bạn hãy lưu ý, cái vùng sáng của cái đèn này siêu bé. Ok, cái vùng sáng nhất của cái đèn này siêu bé, những cái đèn này gom nó không được bao nhiêu cả. Thì các bạn cần phải lưu ý như vậy. Cho nên công suất mà mình, mặc dù cái hiệu suất ánh sáng mình đo được 200, nhưng mà các bạn sẽ phải để ý đi, các bạn sẽ không tận dụng được bao nhiêu trong cái ánh sáng mà 200 nó của cái đèn này. Ok nhé, các bạn cần phải để ý như vậy. Tại vì cái tâm nó quá bé đi, vừa ra 5 độ đã tụt quá trời đất rồi, thì cái tâm này nó quá bé, bé không chịu nổi ha. Thì đó là một trong những cái mà bạn cần phải lưu ý khi mà bạn lắp cái đèn này. Rồi một cái yếu tố thứ hai nữa, điểm mạnh của nó là gì? Là một cái đèn có độ phủ rất là rộng, và rất là rộng về chiều dọc và chiều ngang, đúng không? Vậy điểm nó cũng là điểm yếu chết người. Cái đèn này là một cái đèn cực kỳ chói, nó chói lắm, nó không có khả năng cắt gì cả, nó không có khả năng cắt gì cả, và nó lại tạo ra một cái chữ thập cỡ đó. Thì các bạn bật lên cái đèn này lên, có nghĩa là 100% bạn bật đèn này lên là người ta đã đèn bạc. Ok, 100% là người ta đã đèn bạc. Bạn bật cái đèn này, bạn đi ở cái đường nào đi chăng nữa, người ta cũng đã đèn bạc. Bạn ra quốc lộ người ta cũng đá, bạn đi trong phố người ta cũng đá đèn bạc. Cho nên là cái này nó không phải là cái đèn dành cho mình. Cá nhân mình thì mình sẽ không bao giờ lắp những cái đèn như thế này. Tại vì cái ánh sáng này đối với mình cảm thấy rất khó sử dụng. Tại vì mình không muốn bật đèn lên mà người ta đá đèn mình. Cho nên thì đó là một trong những điểm chết người. Chắc chắn là nếu như mình có mua những cái đèn này thì mình sẽ không chọn cái đèn này. Mình chắc chắn sẽ không chọn cái đèn này. Cái thứ hai nữa là cái giá của cái đèn này đó là 2.7 triệu. Nếu như mà các bạn, nếu như nói mình mua giá gốc của cái đèn này là 2.7 triệu thì mình sẽ không mua. Nhưng mà nhân nói với mình là cái nhân mua cái đèn này là nhân mua sale, nó rẻ hơn. Mình không nhớ chính xác là nhân mua sale bao nhiêu, nhưng mà nhân nói với mình rẻ hơn thì mình thấy nó hợp lý hơn. Còn nếu như nói mình mua cái đèn này với giá 2.7 triệu thì chắc chắn mình sẽ không mua. Thực sự chắc chắn là mình sẽ không mua. Mình sẽ để tiền mình mua M60 Ultra của Titan Moto, hoặc là mình mua luôn cái Tung R4. Mình mua luôn hai cây đó, R4 hay R3 ta? R4. À ha, mình sẽ mua hai cây đó chứ mình không mua cây này. Mình không mua cây này, tại vì cái này lờ cỡ lắm. Cốt thì mua đèn cốt, pha thì mua đèn pha. Còn cây này là một cây đèn lờ cỡ, gây chói. Sáng ở tâm thì không nhiều. Cho nên mình sẽ không đam mê cây này. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi các bạn xem review của mình, chắc chắn luôn sẽ có nhiều bạn bất đồng ý kiến với mình. Tại vì sao? Tại vì các bạn bật cái đèn này lên, các bạn thấy ô sáng quá trời mà, tại sao ông này ông ngồi ông chê dữ vậy? Tại vì thực ra cái đó là sáng chói thôi. Và giống như mình đã chia sẻ, cái ánh sáng tỏa phía xa đó thực ra nó rất yếu. Nó chỉ các bạn mở trong một cái hẻm nhỏ, trong một con đường, hoặc là bạn bật cái đường trong phố thì bạn cảm thấy nó rất sáng. Nhưng cái đó nó chỉ là ảo giác thôi. Còn lên thông số cái đèn này nó không có mạnh như các bạn nghĩ đâu ha. Các bạn lưu ý nha. Rồi, đó, chia sẻ cho các bạn biết về cái đèn này. Nhưng mà đèn mượn người ta chê vậy, xong rồi không biết về nhân có lắp lên lại không mà nhỉ? Có sao nói vậy, lưu ý nha, có sao mình nói vậy. Chắc là không sao đâu, tại vì chắc là nhân mua cái đèn này thì nhân cũng đã tính biết trước là cái đèn này là một cái đèn tỏa rồi, và nó sẽ tỏa ánh sáng ra nhiều rồi. Chắc không đến nỗi là mình chê là ảnh hưởng tới đâu mọi người ha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Thì đây là một cái chia sẻ nhỏ mình về cái đèn Omega L4X SE Soleil ha. Một cái đèn không dành cho mình, nó đơn giản như vậy. Có thể dành cho nhiều người khác nhưng mà không dành cho mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi cái review này trên kênh Cổ Channel. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh ha. Thực ra thì mình còn nhiều clip về đèn lắm, mình quay hết rồi nhưng mà mình chưa có thời gian edit. Tại vì mình làm clip review so sánh á, cho nên cần phải làm mấy cái bảng so sánh rồi vẽ chạc rồi mới làm dựng clip được cho mọi người. Chưa có thời gian dựng cho nên thành ra chưa up thôi, chứ còn clip đèn thì mình làm khá là nhiều. Nhưng mà ok, tới đây thôi nha mọi người ha, hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Bye bye.